Bà Nhân Vlog sinh con đầu lòng vỡ òa cảm xúc, kỳ tích xuất hiện với người phụ nữ trứng gần về không. Mới đây, bà Nhân Vlog và ông xã người Nhật mới đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng. Kèm theo đó, bà Nhân viết một tâm thư dài, chia sẻ lại cảm xúc từ những ngày bắt đầu hành trình tìm con, trải qua nhiều sóng gió và có được một em bé đáng yêu, kháu khỉnh như hiện tại. Vợ chồng bà Nhân Vlog gọi đây là kỳ tích bởi cả hai đã theo đuổi hành trình tìm con trong nhiều năm qua. Cặp đôi cũng nhắc lại drama từng gây ồn ào mạng xã hội với bác sĩ Cao Hữu Thịnh. Bà Nhân Vlog cho hay đó là những bài học đáng nhớ để hoàn thiện bản thân. Quá trình từ lúc mang thai đến khi sinh em bé, nữ vlogger cũng trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Thời gian đầu, cô bị nghén nặng trong 4 tháng nhưng vẫn cố gắng làm video, tập trung công việc. Bà Nhân chia sẻ, mẹ khóc vì cuối cùng kỳ tích đã xuất hiện với một người phụ nữ trứng gần về không, hiếm muộn nặng, bị rất nhiều vấn đề. Cuối cùng mẹ cũng đã được làm mẹ. Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng dành nhiều lời chúc mừng đến gia đình bà Nhân vì sau bao khó khăn cũng đã chào đón thiên thần bé nhỏ. Đáng chú ý, bác sĩ Cao Hữu Thịnh cũng trực tiếp để lại bình luận chúc mừng trong bài đăng của vợ chồng bà Nhân Vlog.